Em là đầu bếp béo dễ thương đó nè. Cao em á, mét bảy tính luôn nón á. Bây giờ cạo râu đốn vô thừa nè, chịu không? Dạ được. Đó, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả xem đang xem đài. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Huệ, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh và năm nay em 27 tuổi. Rồi bây giờ mời bạn nam của chúng ta bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Quá dữ. Vụ gì vậy? Hay rồi nha. Em tên là Quỳnh Ngọc Di, hiện em là đầu bếp. Em 26 tuổi. Làm được bao nhiêu năm đầu bếp rồi? Dạ được 7 năm. Wow, bạn nấu món gì ngon nhất vậy? Món gì liên quan tới món nước là em là chùm. Đặc biệt như là mấy món lẩu. Thích ăn lẩu không? Dạ thích chị. Rồi bạn thì sở trường của bạn là gì? Dạ ưu điểm em thì chỉ có vui tính hòa đồng. Nhưng mà khuyết điểm em thì hơi bị nhiều. Thì chẳng hạn như là không biết nấu ăn, vô tâm hay quên đó chị. Không biết nấu ăn không sao. Đây đầu bếp rồi, người ta nấu mình ăn. Dạ. Sao hay quên bạn? Nhiều khi là em quên, thí dụ ngày sinh, ngày kỷ niệm. Rồi nói chung là những cái ngày mà quan trọng á. Còn nhớ bạn trai không? Dạ nhớ, cái mặt thì nhớ chị. Vậy được rồi, chứ để quên luôn bạn trai cũng khổ lắm mà. Người ta nói nấu nướng, bếp núc là phụ nữ. Nhưng lý do tại sao mình đam mê mình đi làm đầu bếp? Dạ nói chung là tại vì hồi lúc trước em có đi bộ đội á, thì em làm nuôi quân. Anh nuôi đó ha. Dạ. Rồi khi mà em đi bộ đội về thì em có coi những cái chương trình trên truyền hình đồ, thì em thấy người ta sóc lửa đồ phật, em cũng muốn là mình phải làm được giống người ta, vậy nên em về em quyết tâm là em đi học làm đầu bếp. Thì em vô em gặp ngay cô Diệu Thảo luôn, là người thầy đầu tiên của em. Thành ra là bây giờ là giỏi rồi ha, cô Diệu Thảo là rất là giỏi. Dạ. Đó thì chương trình vô đầu bếp vừa rồi em có thi, nhưng mà là em vô được tập 1 với tập 2 vì em bận việc nên em. À tại bận việc chứ không kéo tới tập cuối rồi. Đầu bếp là người nào cũng còn tròn vậy đó hả? Dạ. Tại ai cũng gọi em là đầu bếp béo dễ thương hết anh. Nhưng mà bây giờ bạn nữ mình không biết nấu ăn thì em có ngại không? Dạ không. Em quen một người phụ nữ, em sẽ không cho vợ em hay người yêu em vào bếp. Vì cái nghề bếp là nó rất là cực. Người ta nói là tình yêu bắt nguồn từ cái dạ dày. Dạ. Tình yêu bắt nguồn từ cái bếp. Tình yêu bắt nguồn từ những cái món ăn ngon. Bạn thấy đúng không? Dạ đúng. Đúng vậy chứ làm ăn ngon thì không lẽ không có người nào thương chứ. Thì người ta nói là người ta thấy mình quá giỏi. Với lại em ở nhà thì em nhận nấu tiệc thứ bảy với chủ nhật là đa số là em có tiệc. Còn bạn gái thì là cuối tuần thì lại được nghỉ. Nên không có thể nào quan tâm nên ít ai chịu quen em. Nên đã bỏ em. Dạ. Với em làm công tác xã hội thường là ngày thứ bảy với chủ nhật. Ủa mấy cái đó người ta thương thêm chứ có gì đâu. Có nhiều bạn nói là anh chưa có gì hết trong tay hết, nhưng mà anh lo cho người khác nhiều quá, em không thích. Đến với chương trình là em mong sao có một người hiểu những cái công việc em đang làm. Nãy giờ nghe tâm sự của bạn nam thì Huệ thấy như thế nào? Dạ em thấy thích chị. Thích? Dạ, nếu thì có gì đi chung thì cũng coi như là cũng có thời gian bên nhau rồi. Mẫu người bạn trai lý tưởng của bạn là như thế nào? Anh ấy phải chững chạc, có lập trường, sự nghiệp ổn định và không có gia trưởng đó chị. Điều gì bạn không thích ở một người đàn ông? Tính toán chi ly quá chị, khó chịu rồi hay cằn nhằn này nọ. Nhưng lại đừng có nói ít quá, em thì em lại thích nói nhiều chút xíu. Để có khi có em mà mệt mệt thì em nghe người ta nói cũng đỡ chị. Vậy hả? Dạ. Em cũng lạ quá ha. Mà nhưng mà bạn trai nhỏ hơn em tuổi em có ngại không? Tại vì tính của em là cũng là rất là trẻ con, em cũng không có phiền hà gì. Cái này chắc cao hơn em á. Mét bảy tính luôn nón á. Mình thích bạn trai ngoại hình như thế nào? Hơi tròn người một tí chị. Hơi tròn một tí. Dạ. Ôm cho xuống chị. Ôm cao thấp mập lùn gì không? Cao hơn em là được rồi. Em cao bao nhiêu? Dạ 5m52. Rồi cao hơn nón chắc luôn. Yên tâm. Wow. Chị đừng làm em mắc cỡ gì. Hấp bụng vô chút coi. Dạ em gán hớp lắm rồi chị, tại bụng em nó vậy, bởi vì bị chê hoài chị ơi. Nó đầu bếp nó nếm hoài nó vậy đó mà. Ông đầu bếp thật sự nhiều khi không cần ăn luôn, hửi mùi đồ ăn riết cũng mập nữa. Đúng rồi. Nhưng mà mặt rất là dễ thương. Ai cũng nói mặt em Barbie. Barbie hả? Thích người bạn gái thì sao? Em rất là dễ tính chị, miễn là bạn đó biết quan tâm
em rồi chia sẻ những công việc của em rồi, thì nói chung là em rất là dễ. Chung thủy không? Dạ, chung thủy chị. Tại vì em cũng có yêu một người thì em chờ nó được 3 năm và người đó mới lấy chồng. Chia buồn với em. Dạ. Thôi, anh sẽ qua xem cô kia thế nào. Chào bạn. Dạ, chào anh. Rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn. Đầu bếp nấu ăn ngon lắm. Dạ, chỉ cần đi chơi ảnh thì chắc qua nhà ảnh cũng được rồi, anh khỏi còn đi đâu cũng được. Đúng rồi, nói đâu cũng được chứ. Dạ. Tết năm vừa rồi có đi chơi người yêu không? Dạ, năm ngoái ế. Năm nay muốn đi chơi người yêu không? Dạ, để xem tình hình đó. Đi chơi người yêu lì xì đã lắm. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ không? Dạ, có em trai và em dâu chị. Rồi, chào em. Chị của em thấy họ rất là dễ thương. Chị hay quên thôi nhưng mà chị rất là dễ cảm thông và chia sẻ. Anh nghĩ gì về chị của em? Anh cũng thấy chị của em là vui tính, thẳng thắn. Anh rất là thích cái tính và cái mẫu người như vậy. Có đi với ai không? Dạ, em đi với ông anh. Duy thì luôn luôn là người yêu trẻ em và thích làm công tác từ thiện. Và thứ bảy chủ nhật thì luôn luôn đi ngoài đường phát những phần cơm nhỏ cho những người neo đơn, nghèo. Nên là ít có người muốn yêu anh. À, bạn thấy... bạn gái thì sao? Được, hợp lý. Hợp lý. Dạ. Hợp lý với anh ấy ha. Thôi, mình sẵn sàng ha. Chúng ta gặp mặt nhau. Mình nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận và đi đến quyết định bấm nút hẹn hò hay là không hẹn hò. Dạ. Kéo màn lên. Hai phút bắt đầu. Xin chào anh. Dạ. Nghe nói thì thứ bảy chủ nhật bạn thường hay đi từ thiện, thì không biết là cái đó là cái tần suất của bạn đi là như thế nào ạ? À? À, là mỗi tháng là mình đi 2 tuần ngày chủ nhật là nấu tại nhà luôn. Dạ, em định chút nữa bạn nha. À, nếu như mà tiến tới hôn nhân tới một người thì bạn dự định sinh bao nhiêu con? Mình thích là có trai có gái. Rủi không được thì sao? Hai trai hoặc hai gái luôn thì sao? Ông trời ông thương sao ông cho vậy thì chịu thôi. Tại vì đối với em á, con nào cũng là con à. Thì tính của ngoại là rất là hay quên, mau quên và vô tâm nữa. Thì không biết hồi nãy nghe có Duy tâm sự là thích bạn gái mình quan tâm. Thì nếu như sau này á, thì ngoại sẽ có một số trường hợp là sẽ quên. Thì không biết Duy nghĩ sao? Cái nào quên được cứ quên, nhưng mà cái nào nhớ thì gán cố gắng nhớ chứ đừng quên luôn. Nhưng mà nếu như quên thì có nhắc không? Có giận dỗi hay là cái gì không? Không, Duy thì Duy rất là dễ tính. Nhiều lúc cũng hơi cọc tính chút, nhưng mà khi mà cọc tính rồi thì thấy người đối diện cọc tính lại thì hạ xuống liền và đi chỗ khác. Trong vòng 1 phút 30 giây là hết giận liền. Rồi cái rau của bạn để đó, như vậy? Tôi tính nói, tính nhắc luôn á trời ơi. Tại vì mình tham gia rất là nhiều cuộc thi về bếp, nên mình muốn để cái rau cho nó có một cái gì gọi là phong cách. Nhưng mà mình thấy cái phong cách này sẽ bị người ta soi mói. Thì đúng rồi, rất là nhiều bạn nói anh để rau vô duyên quá à. Thôi em không quen anh đâu, đi ra đường với anh ngại chết luôn. Đó là một cái bị ế. Tóm lại giờ cạo rau đốn vô thừa nè, chịu không? Dạ được. Đó, vậy đi. Cạo đầu luôn được không? Dạ, cái này em cũng có hứa là khi nào mà em mở một cái quán ăn đó thì em sẽ cạo. Trời đất ơi. Bây giờ mở cái nón lên cho ta coi có tóc không? Dạ có chị, tóc được. Em nhiều, đẹp trai, ấn độ. Tết nay bạn có định đi đâu không? Mỗi năm đều rảnh rỗi. Ờ, Tết này Duy cũng muốn có một ai đó đón giao thừa chung với mình. Cùng xem bắn pháo hoa chứ nhiều năm rồi coi bắn con mình. Rất là dễ thương. À, chuẩn bị đón giao thừa thì em cũng có chuẩn bị một món ăn với một bó hoa. Thì bó hoa này anh gửi tặng em trước. Dạ, cảm ơn ạ. Còn cái món ăn này thì em gửi anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Thì cái món này á là cái món chả long phụng. Thì người ta nói là long phụng thì sum vầy. Rồi, cảm ơn long phụng sum vầy. Rất là đẹp mắt. Rồi, bây giờ chuẩn bị quyết định và bấm nút nha. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hay không hẹn hò. 1 2 3. Chúc mừng bạn. Ưởng làm chi?
Dạ không, em định hớp cho cái bụng nó nhỏ lại chị. Đứng kế bên nắm tay cái coi. Cũng ngang ngang nhau ha. Tết nay anh không thèm keo mực vì đã có môi em thơm ngọt từ sen hồng. Bạn cảm nhận như thế nào? Dạ vui chị. Yoroshiku negashimasu. Takashiwa quen tomoshimasu. Qua thích lại nhưng mà bị lý chạy nhiều quá nên thôi bỏ. Mời bạn trai. Wow. Mời bạn ngồi. Em tên là Võ Chí Linh, em năm nay 25 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy tiếng Nhật. Và bây giờ thì chúng ta đến với bạn nữ, xin mời bạn. Dạ em chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ chào con. Em tên là Nguyễn Thị Thảo Nguyên, năm nay em vừa tròn 22 tuổi, em là sinh viên khoa tiếng Nhật. Ủa? Thôi bây giờ ý kiến của chị vậy. Bây giờ hai bạn có thể thăm hỏi nhau vài câu bằng tiếng Nhật. Hajime mashite, watashi wa Lin desu. Kotoshi 26 sai desu. Minam kara kimashita. Dojo yoroshiku onegaishimasu. Hajime mashite, watashi wa Gwen to moshimasu. 22 sai desu. Yoroshiku onegai itashimasu. Hai. Arigato, arigato. Arigato cô ra. Lại gì, lại gì? Dạ em nói em tên Linh, năm nay 25 tuổi, em quê Vĩnh Long. Rất mong được sự giúp đỡ của bạn. Cảm ơn bạn. Giúp đỡ gì bạn? Bạn giúp được em gì giúp hả chị? Em cũng nói em tên là Quyên. Sẵn sàng giúp đỡ bạn. Không, em cũng mong được bạn giúp đỡ nha chị. Nói tiếng Việt đi mệt quá. Dạ. Việt đi ha, bắt đầu theo tiếng Việt nha. Ủa bạn học tiếng Nhật ở đâu mà nói giỏi quá vậy? Dạ em đi làm ở bên Nhật 3 năm xong rồi em tự học. Tướng cao đẹp trai vậy ha. Rồi đi học nước ngoài về rồi nói tiếng Nhật như gió luôn. Sao không có người yêu mà tới đây tìm người yêu? Dạ tại vì hồi xưa là gia đình cũng khó khăn nên em cũng muốn làm để phụ giúp gia đình. Rồi qua bên kia làm thì em làm từ 8 giờ sáng đến có khi 1-2 giờ đêm em mới về. Còn về đây thì làm thầy giáo thì cũng lo dạy rồi lo soạn giáo án, lo vừa đi học thêm để liên thông lên nữa. Rồi em cũng không có thời gian để tìm hiểu. Vậy còn bạn gái mình thì sao? Tương lai có chỗ làm nào nhận mình vô làm sau khi tốt nghiệp chưa? Dạ đáng lẽ đi làm rồi mà nó hơi để quay chương trình xong có bạn trai rồi đi làm cũng không muộn. À thì ra là vậy. Nhưng mà em cũng dễ thương vậy, cũng giỏi vậy. Sao ế? Em lớp 9 á, thì em đã lên thành phố em học trong trường nội trú. Ở trong trường cấm không cho nam nữ yêu nhau. Cũng có thích qua thích lại nhưng mà bị dí chạy nhiều quá nên thôi bỏ. Bị dí chạy? Ai dí chạy? Dạ giám thị dí chị. À nên là yêu đương phải lén lút đồ này kia phải không? Rồi cái là tới giờ. Rồi sau đó em cũng đi du học. Du học ở đâu? Dạ em đi Nhật chị. Đi Nhật luôn, đi bao năm? Em chỉ đi trao đổi 1 năm thôi chị. Thì tiếng Nhật nó khó, lúc đó em đi học rồi em cũng đi làm phụ với gia đình, không còn thời gian nghĩ tới chuyện đó nữa. Dạ, ủa bạn quê đâu bạn? Dạ con cùng quê chú á chú, ở Tiền Giang chú. À Tiền Giang, gần nhà chú không con? Dạ con khúc trên, còn chú khúc dưới. Khúc giữa ai ở? Con không biết nữa, con Mỹ Tho. À vậy gần nhà chú, em biết chú đúng không? Coi chừng bà con á nha. Để họ coi bà con không? Bây giờ là bạn bên đó cũng học tiếng Nhật, hai người là nói chung là hợp rồi đó. Vấn đề là bạn thích người phụ nữ thế nào? Cao. Cao khoảng nhiêu? 1m15. Trời ơi sao cao như vậy? Tại em 1m8 mà. Còn dụ như 1m50 được không? Dạ cũng được, mang ra gút cỡ chừng 2 tấc thôi không sao. Rồi. Dạ. Tóc dài. Tóc dài. Dịu dàng, nữ tính. Còn về nấu ăn với lại là chuyện nữ công gia chánh thì em không có khó bằng đó. Anh ấy nói tóc dài thì chắc em không được rồi chị. Tại hôm qua em mới lỡ đi cắt. Không sao, tóc mà mau lâu nó dài lại liền thôi. Dạ thì cũng không giấu gì là tại vì nhà em là con một nên là từ nhỏ tới lớn em đi học á chị. Mấy cái việc nữ công gia chánh thì em cũng không giỏi lắm. Cái đó mình chỉ cần mình muốn là mình cũng vẫn thể học được. Dạ. Mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông lý tưởng của mình là người như thế nào không? Mẹ em thích rể cao. Cao, 1m8. Được. Với da trắng. Da trắng. Trắng không, trắng không? Dạ không, da em trắng như bông cao vậy chị. Là sao? Da nó cũng cỡ chú Quỳ Linh đó con. Sở thích của em là gì? Em học tiếng Nhật nhưng mà em thích nghe nhạc tiếng Anh. Với em thích coi phim Hồng Kông, với lại em thích đọc tiểu thuyết Trung Quốc. Rồi hát bản tiếng Anh đi. Nhưng thì em thích nghe nhạc tiếng Anh chị. Nhưng mà em hát tiếng Việt. Em tặng mọi người một bài của nhạc sĩ Lam Phương. Em ơi nhớ em thao thức từng đêm, làm sao quên đường phút giây em đềm, cầu mong cho mau trời sáng
đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Hát tiếng Nhật đi, hát tiếng Nhật cho nó lạ. Kuchioki ku no ga umaku narimashita. Kuji o hiku tabi ni wakarimasu. Ano hito oi kakete kono michi e tsuita koro wa itsu ka naki narete. À, tôi hiểu nè, tôi biết tiếng Nhật nè. Đừng vào tim em môi băng giá, đúng không? Dạ. Tôi biết tiếng Nhật giỏi lắm. Qua coi mặt cô này coi sao nha, hình như cháu tôi vậy. Trời, người quen bà con mà. Con chú. Ủa con của ai vậy? Tám. À bà Tám. Thôi thôi, nay lớn lớn dữ ta. Trước nhìn con chút béo rồi đi Nhật về lớn dữ vậy. Đi mới có 1 năm mà chú ơi. Đi chồng chưa? Đi bộ. Bộ làm gì? Đi chơi. Đi chơi. Đi bộ che chở có người, có cái bờ vai để dựa. Không thích gì ở bộ. Hôi chú. Hôi. Cái lỗ cũng tiêu rồi. Thơm. Không thích người hôi hả? Cái đó là cái mùi cơ thể, nhiều khi mình cũng không có tự kiểm soát được nữa. Nhưng mà thí dụ như mà ai nó lỡ như vậy rồi chú, cái mình tìm cách mình khử. Mình lăn, mình chà, mình xịt. Mình tắm, mình rửa, mình cạo. Dạ. Đúng không? Làm sao mà cho nó bán cái mùi hôi á. Thôi thôi, nói chung hôi khó chịu rồi. Không thích gì nữa? Dạ, hút thuốc. Uống rượu. Uống rượu? Có uống không? Dạ không. Không luôn. Còn gì nữa không? À, còn nhiều lắm chú, nhưng mà nói hồi chắc không được quá. Cậu thử kệ nói đại đi, không biết đâu. Cứ mình nói hết cho bên kia hiểu luôn. Dạ không thích keo. Keo? Keo là sao? Keo kiệt á. À keo kiệt á hả? Dạ. À, rồi gì nữa? Không thích ở dơ. Rồi đó là hôi là ở dơ đó, ở dơ mới hôi. Không thích nói nhiều. Thì nhiều quá. Có dơ không nè? Dạ hả? Có keo không? Dạ không. Có lâu lâu không tắm mấy ngày không? Cái đó thỉnh thoảng thôi. Có thật thà gì đó hả? Đi có ai đi theo không? Dạ có mẹ. Mẹ? Mẹ đâu? Dạ mẹ em ngồi ở dưới. Dạ chào cô. Con gái cô có dễ chiều không? Không phải là khen gái mà rất là ngoan hiền. Đi học đi làm suốt không có biết đi chơi, không có bạn bè với tội nghiệp lắm. Thành thử ra mẹ muốn là tìm cho con một người bạn trai cũng biết thương yêu con gái mình, rồi cũng hiền, lo bằng ăn này kia. Coi chương trình này nói thấy vui quá, Quyên, đăng ký đi Quyên. Cái nó chiều ý mẹ đó, chứ nó sợ lắm. Rồi nó nói, hả mẹ chịu, con chịu. Tôi nói trời ơi, đâu được, con chịu mới được chứ mẹ chịu gì được. Vậy bây giờ bữa nay cô chịu không? Giờ mẹ chịu chưa? Mẹ chịu chưa, đâu rồi? Dạ chào chị. Chào chào mẹ đi, lẹ cơ hỏi mẹ chịu chưa? Dạ. Thưa bác, là bác thấy con có dễ thương không bác? Cô thấy cháu thì cô cũng thích, còn trẻ mà chịu khó vậy là cái thấy đức tính là tốt, cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn cô. Biết đâu được sao ha. Rồi, bạn có đi với ai không? Dạ em đi với cô, với anh làm chung. Cô ruột hả? Dạ cô ruột. Rồi cho gặp cô ruột ha. Cô Út thấy bạn gái này rất là dễ thương và duyên dáng. Cô Út thấy thì cô Út đồng ý rồi. Thôi bây giờ là cho hai bạn gặp nhau đi. Chứ hai bên thì cũng là đồng ý rồi đó. Mà rồi, ăn thua là nuôi trẻ thôi. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Cào quá, đứng lên cho người ta coi. Anh có món bò ngọt. Em học tiếng Nhật được bao lâu rồi? Dạ em học tiếng Nhật được 4 năm. Vậy tiếng Nhật em giỏi hơn anh này. Anh học được có 3 năm thôi. Nhưng mà anh đi Nhật 3 năm. Anh đi Nhật là anh đi làm thôi, em còn thời gian học thì hơi ít. Từ nhỏ anh mơ ước đi Nhật từ nhỏ, phải là để anh qua thăm Nhật, mà là để anh đi làm để kiếm tiền phụ ba mẹ. Nhiều khi về 1-2 giờ đêm mà anh phải thức, anh học bài để anh tự anh đi thi, anh lấy được cái bằng để về mình đi dạy, sau này cuộc sống nó thoải mái hơn cho gia đình. Dạ. Một ý chí, nghị lực vươn lên. Em nghĩ sao về anh? Dạ, em thấy anh là người đàn ông lực lưỡng. Em thấy anh là một bờ vai vững chắc. Nếu như mà ai
mà làm vợ anh chắc là sẽ được anh che chở nhiều lắm. Ừ. Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ em sao cũng được á anh. Anh nghĩ là người yêu thì là một cái người như thế nào trong cuộc đời của anh? Ừ, thì trước tiên thì đó là người yêu, nhưng mà sau này nó sẽ là một cái gắn kết lâu dài, hai người cùng đi đến một tương lai xa xôi, chứ không phải là hiện tại chỉ là người yêu sau đó rồi dừng lại. Anh muốn là như vậy cho nên anh mới đến với chương trình ngày hôm nay. Nếu em muốn sớm thì anh sẽ tiến sớm, nếu em muốn trễ thì anh có thể chờ em, tại vì anh cũng đang vướng bận công việc học, nhưng mà anh có thể sẵn sàng gác công việc học để đám cưới. Cưới ở đâu? Dạ Vĩnh Long ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Mỹ Tho. Dạ bạn chọn đâu em ở đó hả? Cưới giờ cũng dễ quá ha, làm rể luôn hả? Bắt rể được không? Con dạ được á. Em cũng con một mà. Cưới gì hả? Dạ mà một đàn hả? Dạ. Em còn hai đứa em gái nữa. Dạ xong rồi chú. Chưa xong. Nhìn thẳng vào mắt nhau đi. Bạn nam có thể nói một câu nào tỏ tình với bạn nữ để thuyết phục bạn nữ đồng ý hẹn hò với mình đi. Chờ nãy giờ á chị. Dữ nha. Anh có thể tiến qua bên cạnh em được không? Em có cần đứng lên không anh? Thôi em ngồi được rồi. Để anh. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với em một câu sẽ đi chung đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em ơi xin hãy cứ tin. Anh hy vọng là anh sẽ được quen em. Nè không học nước ngoài vậy không, cái ăn ghê không, thấy có rung động gì không? Dạ rung. Hả? Dạ rung. Chưa? rung. Như vậy là đủ rồi, chúng ta sẽ có ba tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Cái khúc ảnh cầu hôn em cảm giác sao? Gì đâu mà làm gì vậy? Rùng mình vậy? Lần đầu tiên được vậy thấy nó ngộ ngộ. ngộ dớm đúng không? Ngộ sao? Dạ em không nghĩ là trong chương trình này có một người sẽ làm vậy đó với em. Mình nắm tay nhau một cái đi bà. Ê, má hồng ửng hồng lên rồi đấy. Thềm năm mới em với bạn nam của em xin chúc đến chương trình cũng như là tất cả các khán giả của chương trình qua màn ảnh nhỏ, chúc mọi người năm mới thật là hoan hỷ, sức khỏe thì bền bỉ, công danh thì như ý, đặc biệt là tiền vô bạc tỷ, tiền ra ri rỉ, vạn sự như ý. Xin nên ake maste omedeto gozaimasu. Vậy là có một cặp đôi đón Tết vui gấp bội. Đúng rồi, đêm nay giao thừa họ sẽ có vui nhiều quá. Điều để nói. Các tường rất vui được chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thưa quý vị, hôm nay là một số vô cùng đặc biệt dành cho tất cả chúng ta. Lời đầu tiên các tường xin thay mặt cho toàn thể ekip thực hiện chương trình xin chúc quý vị một năm an khang, thịnh vượng, mọi sự được an lành và các tường. Điều thứ hai, các tường cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò trong suốt những năm vừa qua. Và ngày hôm nay trong một không khí rộn ràng sắc xuân như thế này, các tường xin kính mời toàn thể quý vị hãy theo chân các tường, chúng ta cùng nhau du xuân. Và bây giờ các tường cùng với quý vị chúng ta sẽ đến thăm gia đình của hai bạn Nguyên Thảo và Thành Nam. Xin mời Thảo ơi, Nam ơi. Ôi chào em. Chào em, khỏe không? Tiêu chí của em về bạn gái thì là ba dê, ba chữ dê: duyên dáng, dịu dàng và dữ dội. Cái người đàn ông của mình mà làm mình nể là dễ yêu lắm chị. Như thế nào mà mới nể? Làm cho em cảm thấy là em nhỏ bé bên cạnh ảnh. Dạ. Em kiếm người nào bự bự thấy em nhỏ bé liền gì đâu. Căng à. Dạ chào cô chú à. Dạ. Dạ. Hôm nay mấy ngày Tết mà tới làm phiền gia đình của cô chú. Dạ. Tại vì muốn thay mặt chương trình đến thăm hai em Thảo với Nam, xem hai em sống như thế nào và đón Tết như thế nào mà. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Dạ, con cảm ơn. Với chỗ
Nam là Út thì gia đình. Còn cái Út cũng là có gia đình luôn, vậy là giờ yên tâm lắm rồi ha cô chú ha. Dạ. Dạ không biết là khi mà có một thành viên mới như Thảo về trong nhà thì Tết này gia đình cô chú như thế nào? Qua chương trình Mai Mối thì gặp được Thảo ở đây thì thấy em hợp và các em lấy nhau thì mọi việc đều tốt lành cả. Có em về đây thì cô vui lắm, cô là ba dâu. Nhưng mà nói thẳng với các tèm và các cháu ở đây, cô quý các em lắm, cô vui lắm. Ở từ đấy là cô ngủ ngon hơn nhiều và không có cái gì rắc rối cả. Ở đây chị cũng muốn hỏi Thảo một tí xíu. Đây là năm đầu tiên Thảo có một gia đình mới. Thì bản thân Thảo cảm thấy như thế nào? Có thể chia sẻ với mọi người. Em về ở với bố mẹ thì nói thật ra là chưa bao giờ em cảm giác em làm con dâu. Dạ, bố mẹ thương em như con ruột. Dạ, rồi em cũng không thấy cái gì bất tiện hết. Thì tính cách mình sao mình thể hiện vậy thôi mà bố mẹ thương. Là quá tốt rồi. Hai bạn có dự định gì cho năm mới không? Dạ, thì em tính là năm tới là sinh con. Dạ, vậy chắc là cùng tuổi với em luôn á. Năm sau là cùng tuổi. Coi như là đại cát đại lợi. Dạ. Nhân dịp năm mới thì em cũng xin chúc Tết. Dạ, chúc chị thứ nhất là sức khỏe. Và chương trình, toàn bộ ekip chương trình là sức khỏe. Và nhiều gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Vâng, cảm ơn em rất là nhiều. Chị cũng thay mặt chương trình gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình của em. Chúc gia đình em đón một năm mới thật là vui vẻ, đầm ấm. Và chúc cho hai em sang năm sau sẽ có thêm một nhân khẩu nữa trong gia đình của mình. Dạ. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn chị. Chị cũng xin thay mặt chương trình bạn muốn hẹn hò, chúc hai em một năm mới được nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc cho hai em sống với nhau răng long đầu bạc, con cháu đầy đàn. Dạ, cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ đây thì quý vị nhìn thấy đó, Cát Tường đang ngồi tại một căn nhà rất là ấm cúng và xinh xắn của cặp vợ chồng Trường Giang và Thu Trang. Thế bây giờ mình lấy vợ là mình ở đây làm việc tiếp hay là mình về Hưng Yên? Ôi giời ơi, thế em đến đây là em tìm vợ ở đây chị ạ. Vâng. Chứ đâu có dám về nữa, bố mẹ em bảo không lấy được vợ thì đừng có về. Bây giờ ấy khổ. Anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi bạn. Ôi trời, cứ hỏi đi, ôi giời ơi, không phải xin anh Quyền Linh. Hỏi luôn mình. Bây giờ thì quý vị nhìn thấy không, chuẩn bị đón chào 2016. Đó là một bé gái rất xinh xắn, đã được 4 tháng tuổi. Nhà là bé Sam, còn đi học Sam tên gì nè? Dạ, tên đi học của cháu là Phạm Ngọc Phương Thảo ạ. Phạm Ngọc Phương Thảo. Dạ. Có con rồi, chắc dạo này bận rộn lắm hả? Rồi mình có cực lắm không? Bé có quậy lắm không? Đúng rồi, cháu quậy đó. Năm. Bố đấy. Thì em là du ngủ bằng công nghệ. Đấy là bố đi làm nhưng mà bắt đầu là nó khóc cái là không dừng ấy, là bắt đầu điện qua điện thoại. Bố là phải chạy vào nhà vệ sinh. Không, bắt đầu là hát cho nó, chứ chẳng nghĩa là đi làm mà chị vào. Nó chỉ có bố nó thôi. Chỉ có tiếng sét của bố thôi. Rồi cái suốt ngày đi làm hai mẹ con ở nhà lục đục mình vậy đó, nhà vậy đó hả? Vâng. Đâu, thi thoảng ông hàng xóm cũng sang động viên vợ em. Bởi vì thực chất ra một mình em không thể quán xuyến được với vợ em. Thôi phải ông hàng xóm. Rồi năm nay là hai vợ chồng trẻ nè, thêm một đứa con dại nữa. Thì không biết là mình đã chuẩn bị những ngày Tết như thế nào? Có cặp cặp bận rộn lắm không? Rồi có dự kiến gì về quê thăm ông bà không? Dạ, năm nay thì nhà em do có bé cho nên là cũng tổ chức ăn Tết ở trong này. Cho các cháu đón một cái Tết không lạnh cùng với cả Sài Gòn. À đó, cái Tết không lạnh. Trời ơi, chồng em nói chuyện hay quá. Nhân dịp đón chào năm mới thì Tường sẽ thay mặt cho ekip thực hiện chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đến thăm Trang và Giang. Cái này là lì xì năm mới lấy lộc cho nó vui. Chúc hai bạn là sang năm mới được nhiều sức khỏe, sống với nhau răng long đầu bạc. Và đúng như kế hoạch năm 2018 của ông bố đây là chúng ta sẽ đón thêm một thiên thần bé nhỏ rất là đáng yêu nữa, để cho bé Sam có thêm em ha. Dạ vâng ạ. Thì thay mặt gia đình nhỏ cũng xin gửi lời cảm ơn đến chương trình, cũng xin kính chúc những bạn xem truyền hình cũng như là các anh chị thực hiện ekip và cũng như chương trình mình một sức khỏe mới của một năm mới. Đấy, an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Và bây
giờ, Cát Tường xin mời quý vị chúng ta cùng nhau xem lại 5 cặp đôi được yêu thích nhất trong năm 2015 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, được quý vị khán giả bình chọn nhiều nhất bằng lượt view trên kênh YouTube MCV Media. Anh muốn quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Nếu mà có một người mà chăm lo cho cuộc sống của em cũng như là tương lai của em thì em nghĩ như thế nào? Dạ được, ví dụ như mà quen nhau được rồi, cưới nhau về thì ở đâu anh? Ở nơi nào mà cái công việc của mình nó ổn định. Cái việc về quê đầu tư ấy, thì một phần là góp cho quê hương phát triển, một phần là để dễ chăm lo cho ba mẹ. Thì em muốn ở riêng thì được không? Đã có gì muốn hỏi mình không? Anh hỏi trước đi. Mấy đâu lành lắm mà giờ gặp tay mất đỡ. Mua thuốc cho anh bận gì cũng trước. Bên này toán cặp này ghê á. Lá nhá. Dạ, tại vì cháu hay dài học sân á mà hay cười à. Cười nhiều lắm. Khen á, không phải là chị chơi đâu nha. Sao kêu uống thuốc? Chú uống. Không phải cháu uống. Con cần cày. Ăn ngày nào còn có ở thế đó. Không ăn được cay. Em của em ăn cay không có được. Mà ở với em chập riết cũng phải ăn à. Em chưa thấy ai nhiều chuyện bằng hai ông bà này. Nói chuyện đứng cứ nhìn hoài. Thì thích thú người mà sợ cũng không anh, chọn tiếp anh có giùm, thích hiểu không? Anh có sở thích gì? Sở thích là đá bóng, rồi hát hò, rồi đi du lịch. Rồi hát đi, hát tặng đoạn đi em. Gặp nhau cái phở ban đầu, áo xanh áo ở xanh mà em mặc một màu thiêng thanh. Dáng em đẹp tựa trong chăn, mà trong đôi mắt duyên lành của nửa đôi. Bữa sau em mặc áo vàng, áo em áo. Thôi thật là em quên rồi. Chiều đó thôi, chiều đó để tiếc. Hay. Hay hơn cháu ba nãy nhiều. Nãy giờ mình ngồi cách nhau bức màn, anh cũng tâm sự rồi, em nghĩ gì về anh? Thì em thấy anh cũng chân thật, mà thấy tương tá thì cũng tương xứng với em rồi đó. Cảm ơn em. Thì anh nghĩ với anh với em thì cũng có duyên gặp nhau ngày hôm nay, thì mình sẽ có một cái cuộc hẹn hò. Dạ. Và sẽ cùng nhau vượt qua những cái thử thách mà nỗi đau mà anh với em phải gánh chịu trong thời gian qua. Dạ. 2 phút dành cho cặp đôi bắt đầu. Gì mà bất ngờ vậy? Gì mà gặp người ta mà. Chào em. Dạ em chào anh. Anh thấy em sao? Nhìn như vậy mà dễ thương á. Ừ. Anh cũng thấy dễ thương chứ. Bao dễ thương cho anh luôn. Ừ. Thế em thấy anh sao? Nói chung là cũng thích thích à. Thích chị bây giờ làm thế nào? Anh thích thì bây giờ em có ý kiến nha. Ừ. Anh về đậu của em. Giờ hỏi câu này nè, bây giờ dạ. Chừng nào kết hôn? Kết hôn đẻ mấy đứa? Anh chừng nào anh lấy em? Cái này là anh lấy em chứ em không có lấy anh. Đúng rồi, rất là anh chừng nào anh lấy em? Em thích bao giờ anh cưới là anh cưới à? Bao giờ là bao giờ, em không có thích chờ đợi nhiều. Anh đã nhanh ngồi chậm mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng phải có thời gian cụ thể vậy đó. Em không có thích bao giờ, em chờ đến bao giờ. Thắng rồi đi, đúng rồi. Thắng rồi đi. Bao giờ? Okay. Bao giờ? Cuối năm, cuối năm. Ok. Cuối năm? Dạ. Em theo anh về Dinh ha. Dạ, ok. Thưa quý vị, như lúc đầu Cát Tường đã giới thiệu, hôm nay là một số vô cùng đặc biệt của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ, quý vị hãy cùng Cát Tường chúng ta hãy nhìn lại những cặp đôi họ đang yêu nhau đắm đuối. Và họ yêu nhau đắm đuối được như vậy, có phải là nhờ công của bà Mai Cát Tường và ông Mai Quyền Linh hay không ạ? Hôn nhau đi. Hôn nhau đi. À, hôn nhau đi. 2, 3. Chưa trúng mà. Chưa trúng. Chưa trúng. Hùng là phải trúng. Hùng là phải trúng. 2, 3.
Bữa nay ăn bún mắm chưa? Chưa. Chưa chị ơi. Chưa mình có thể hôn nhau được. Đó nãy nhanh lắm mà, hít đất mấy bên người làm sao làm đi. Chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau. Xinh đẹp về bán cơm chắc đắt lắm rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Về phụ bảo bán cơm bảo vệ luôn nha. Bậy bậy ạ. À. Giờ về phụ là nhiều khi bán ế. Trời ơi. Chị bảo vệ cứ làm bảo vệ bên đây ta bán cơm, ta cứ bán cơm. Rồi, nắm tay nhau cái đi. Nói được rồi, nắm tay nhau cái đi. Hôn nhau cái đi, mình trẻ hiện đại mà. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Trời ơi, tôi đổi ra gà luôn nè. Em muốn té xỉu luôn nè chị. Tại sao bạn bấm nút chậm vậy? Em nhắn cái lần thứ hai nó mới ăn chị. Rủ như lúc đó bấm không được luôn rồi sao? Thì em nói em có bấm tại cái nút. Bây giờ em cảm thấy như thế nào? Hai người có thể nắm tay nhau một cái không? Đó, mắc cỡ kìa. Phỏng vấn một chút, phỏng vấn cặp này một chút. Tại sao hồi nãy anh nói là anh không thích mập mà cuối cùng anh vẫn bấm chuông? Dạ thì thời gian cứ hai đứa tìm hiểu từ tính sau có thể nó cũng khắc phục được mà. Thưa quý vị, thật vô cùng thiếu sót nếu như bây giờ Cát Tường không giới thiệu cho quý vị những cặp đôi họ đang yêu chéo với nhau. Yêu chéo là như thế nào? Có nghĩa là trên sân khấu thì họ không đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau, nhưng mà sau đó họ tham gia những cái buổi gặp mặt của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, và qua đó họ đã bắt gặp được nhau và bây giờ họ cũng yêu nhau đắm đuối không kém gì những cặp đôi trước đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ và ấn tượng nhất trong 2015 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cô Tí đâu rồi? Ra đây ông Bảo coi. Dạ, ông kêu con. Ra kia mua ký thịt bò về cho ông coi. Dạo này sức khỏe yếu quá à. Nhớ nhà mua bò loại 1 đó. Dạ, con biết rồi. Đây là lần đầu tiên gặp gỡ thì anh không muốn quà tặng cho em. Một cái nhẫn. Anh hy vọng mình là điểm đích cuối cùng. Đưa tay ra. Điểm đích cuối cùng
là hai đứa mình á. Em không, em có một cái quan niệm như thế này, khi mà quen á là phải bốn giai đoạn. Đầu tiên mình khởi động, cuộc chứng ngại vật, rồi tăng tốc rồi mới về đích. Chưa gì về đích em chịu. Không không, cái này không phải đích, cái này mới khởi động thôi. Giống khởi động vậy hả? Em có một cái điểm duy nhất mà người nào chạm được cái chỗ đó thì em sẽ yêu người đó hết mình, mà yêu cuồng nhiệt luôn, yêu hy sinh hết cuộc đời của em luôn. Anh không biết chỗ em thế nào. Em thấy số phận của anh rồi đó. Anh không hiểu. Em chưa chịu anh, em phải làm sao cho em chịu anh đi. Đúng rồi. Làm nhanh lên, hết giờ. Không, không được. Không được. Không được. Cầu hôn. Em không có chịu. Sau này mình nói tiếp. Quay nhau khoảng 6 tháng đến năm mình sẽ cưới nhau. Từ từ, từ từ, từ từ. Nói đàng hoàng, chậm chậm đàng hoàng để chị nghe. Nhìn vô mắt thẳng nhau. Mà anh em quay nhau khoảng 6 tháng tới năm rồi mình sẽ cưới nhau. Anh lo em tới trọn đời thôi. Ai xui chi cho vợ vợ với chồng chồng biết đây với đó. Họ biết đây với đó mà ông Tân Hồng ông có ở xe. Người dân kia mà mới gặp mơ, gặp là gặp biết chào, biết chào biết chào làm sao, biết chào biết chào làm sao. Bớ chàng ơi có giờ chưa em giúp giúp tình thương. Gì đó. Gì đó lớn lên. Đó đi. 2, 3. À giờ đây rồi. Người con gái mà anh thầm nhớ thương em nhiều chẳng dám ngỏ lời yêu. Anh thương em cùng lúc em cười, yêu giọng nói ngọt mềm khi cất tiếng. Ngồi bên em chẳng dám cận kề, muốn nói yêu em lòng không dám ngỏ. Anh thương em thương đến trọn đời, không bao giờ phụ rãi mối tình này đâu. Nếu mà mẹ đi lấy chồng rồi con ở với ai? Ở với bà ngoại ai? Con nhìn chú này con thích không? Chị nghĩ là em rất là hạnh phúc. Dạ. Rất là may mắn. À, có thể cái đường tình cảm mình chưa có tìm được một cái đối tượng, nhưng mà yên tâm, em còn rất là trẻ, mới có 28 tuổi thôi, tương lai còn rất là dài. Và chị tin chắc chắn rằng đến một ngày nào đó gần đây nhất, chị mong là em sẽ chạm tay được đến hạnh phúc của mình. À, con trai rất là dễ thương, đó là cái động lực cho mình. Cái Tường hay cảm động lắm. À, mỗi lần mà thấy một cái người đồng cảm nào như vậy là cái Tường cũng khóc. Và tôi tin rằng những người phụ nữ luôn luôn mạnh mẽ trong những hoàn cảnh thế này. À, những giọt nước mắt đó nó sẽ là những động lực để chúng ta hướng tới một tương lai rất tốt đẹp. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, và còn có hai cặp đôi vừa mới tổ chức nữa đó thưa quý vị, đó chính là cặp đôi Phú Quý Nguyễn Trang, Quỳnh Anh và Trung Tấn. Và Tường tin chắc rằng sẽ còn nhiều cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới với nhau hơn nữa trong năm 2016 này. Quý Trang xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chương trình đã tác hợp được cái nhân duyên tốt đẹp đến cho mình. Và nhân dịp xuân Bính Thân năm 2016, Quý Trang xin chúc cho chương trình ngày càng phát triển hơn và mai mối hơn nhiều cặp như chúng mình nữa. Chúc mừng năm mới. Thì thấy mặt em còn nhỏ quá, em có ý định lập gia đình chưa? Hay là mình chỉ mới tìm hiểu để quen biết nhau thôi? Em thì tính là bây giờ mình kiếm đối tượng trước, dung đắp từ từ. Sau này nếu mà thời gian hiểu hết á thì sẽ tiến tới chị. 3 tỷ. Thay mặt hai vợ chồng thì cũng gửi lời chúc Tết đến chương trình Bảo Mẫu Hẹn Hò. Năm mới lúc nào cũng phát triển, hạnh phúc, an lành. Và chúc cho chương trình năm sau thì có nhiều cặp cũng được thành công và tiến tới hôn nhân như vợ chồng mình. Ba mẹ đi 10 năm rồi.
tân hôn của ông Tấn và Huỳnh Anh. Thì qua cái nhân cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì hai đứa mới tìm hiểu và mình đưa đến hôn nhân. Và nhân dịp năm mới chúc quý khách gia đình hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Thưa quý vị, và Tường tin chắc rằng sẽ còn nhiều nhiều cặp đôi hơn nữa kết hôn với nhau trong năm 2016. Như vậy là suốt một ngày quý vị đã theo chân Cát Tường, chúng ta cùng du xuân. Bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Cát Tường xin thay mặt chương trình chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Quý vị có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MTV Media và đừng quên nhấn like. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.